Ờ cái này như cái giấm nha hen. U dữ vậy ta. Ô, trời trời. Thôi ấy đặt lên á. Ôi cốt bu nữa kìa. Nó chạy luôn. À. 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 Đỉnh ghê ta. Biết sao không? Anh không thích hết. Còn mấy con đó. Không, có đâu. Dạ hả? Bua nó mì. Rồi. Vỡ được một cái. Vừa xong. Giờ gác lại. Là sáng ngày mai mới đổ nữa anh Đứng. Có tối tụ nữa. Dạ hả? Vậy là mấy tiếng hồ à? Đây 9 giờ đổ. Ừ. Bây giờ giật máy chưa? Giật máy giờ, giật máy chạy. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu chạy máy tiếp. Tim 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 tim, mệt thấy không? Mình đang chạy à. Hơi ồn nha, cái máy chạy là hơi ồn nha. Đó. Dung tôm rồi dung cua nữa. Cua tôm nhất. Đây, mình đang chạy máy rồi nè. Rồi tới nè, tới dở một cái nữa. Rồi, đấy. Mình phải tắt máy các bạn. Mình phải dừng máy lại. Yeah. Rồi, để cố gắng này. Vừa chỉnh máy rồi, vừa phải cầm máy quay. Nó cực căng ghê luôn. Ra dùng tôm đi bay. Làm quay cho các bạn xem. Đây là văn. Đó, làm cái tôm một eo. Để chừa cua nó cũng khó kìa. Dùng tôm nè, ô cua nhắc lên thấy chưa. Đó, thấy chưa. Đó. Ôm ha. Ghê. Rồi, vừa lại. Xong phải không? Xong xuôi, vào tới bến nha. Còn chút xíu nữa đi bắt cua nhưng mà. Rồi, tắt máy. Mình nãy giờ chạy máy, cái máy đuôi tôm, trời vỏ lãi luôn, ghê chưa. Đó. Cái này là anh xả nước cho nó ấy đang bắt đầu cái anh xong xuôi đàng hoàng rồi, cái lên lúa luôn ha. Ừ. Ừ. Rồi, mời các bạn nhân tiếp tục với clip này của mình. Đi dở cái này, kêu dở cái gì anh Đứng? Dở lú hả? Còn chút nữa bắt cua kìa. Để khiêng lên hả? Giờ để lên, để lên đè kéo lên trước mới được. Nó trôi ra rồi. Đây ha. Chịn ra. Trời trời, cua không em tin. Gì? Mình không nhúc nhích tới nó hả? Gì vậy? Trời cua nhóc cái ghe nữa mà. Lụm mấy con tôm đi. Rồi ha, em phụ anh này. Lụm chắc. Trôi ra hoài trời, em không bể máy xuống. Cho nó trôi ra rồi. Thằng chịn nha. Gặp gần dân ngầu dân đi ghe đi hai lúa đi mà đi ghe nữa trời ơi. Bỏ cái lắp xuống nó chịu đó. Dạ quên ha. Ừ, mấy anh em quên bỏ đây nè nè lên à, lụm mấy tôm đó. Ú, mấy con luôn, còn ngoài một con, hai con, ba con nhảy ngoài đổ thùng cái bơ này luôn mà. Nặng ghê.
kia kia nhạc e cái này còn 50 hả? Vậy hả? Sao nặng gì hả? Trời, sao yếu quá trời. Rồi, hai ông làm rồi, hai bà thu hoạch đi. Ghê chưa? Phụ nữ nhà chỉ biết đếm tiền với thu hoạch này thôi. Thôi mà nãy giờ biết ấy không? Gì? Biết chạy tàu chạy ghe không? Sao biết chạy? Chạy vỏ không? Biết không biết chạy chạy ghe mà ghe có bánh lái anh Đinh. Ghe có bánh lái biết chạy. Đổ lên mê không? Đổ lên mê không? Nửa thùng luôn. Qua bao nhiêu? Còn 20 kg à? Vậy hả? Như vậy mà 20 hai thằng kia mệt chứ hả? Cái này cũng cỡ đó, 20 cái gì anh? Không dám đâu, nặng lắm rồi, không hơn 20. Nặng lắm. Trời ơi, em xách 10 kg phải xách heo chứ đâu mà nhẹ gì. Ờ, thấy không? Trời ơi, con tôm bị cho bá luôn. Cầm cho anh danh. Đo vô bàn tay á, người ta mới thấy bự. Đó, ghê không? Cầm vô cái bàn tay á, người ta mới thấy chị cầm cái con tôm đó. Đưa vô cái mặt, người ta không biết rồi, mà nó bự hơn cái mặt của em, thấy không? Đây con tôm được mà, ghê không? Thu hoạch. Ngồi rồi. Có 12 cái gì? Vô con tôm. Con này chỉ biết con. Chính hả? Cỡ như con tôm hùm. Chính con hơn. Rồi ghê không? Đói, con tôm này có ai mà hảo háo ăn giúp hai con là no luôn. Trong ba nước mình không được ăn. Này là nó sao? Làm xuất khẩu. Xuất khẩu hết trơn. Dạ hả? Cái này nó mua đi xuất khẩu luôn. Bởi vì con tôm nãy em kho cho anh ăn, anh cũng đâu có ở đây, đâu có đi chợ. Ui tôm như mày. Cái này mà mấy tháng mới được vậy anh Tính? Cái này mấy tháng mà mới được vậy? Cái này hả? Tôm hả? À, 3 tháng. Ui, 3 tháng. Ôi, vậy hả? 3 tháng mấy hả? Ừ. Một nghịch này 3 tháng, 3 tháng rưỡi. Thì chị lại chứ ăn xuống cho nó ăn hay gì? Chứ sao trời? Hến rồi. Thôi, tiếp tục chút xíu mình đi bắt con cua. Bây giờ tụi mình đang dở cua đi bắt cua rồi. Đó, thấy không? Cái lồng đó hồi anh thả, ba anh thả xuống này nghe. Đó, đây, vớt lên. Thấy không? Có cái lon đó. Đó, vậy anh vớt lên. Ừ, chưa? Ừ, cái này có lý rồi nghe. Con cua bự 2-3 con luôn mà nghe. Đó. Đó. 2-3 con luôn. Tuyển sơ sơ chút nữa là còn phải về nhà rồi coi nào mấy mình thả lại luôn nữa. Ớt chắc gì tùm lum đó. Bỏ đại xuống xuồng vậy đi. Nói vậy đó. Ừ. Ý con bự vậy mà bỏ anh ba. Mềm hả? Nói vậy chắc bắt đầu cái đi tới đấy, tới một cái chỗ nào mình dưới ý. Đây nè. Đây nè, cái chai như vậy được không? Nó. Cái chai gì cái anh vớt lên. Vậy thôi chứ không có gì. Đó, thấy không? Các bạn ơi. Bạn vớt lên thấy không? Nó 2 con nữa thấy không? 3 con luôn. Một cái vậy 2-3 con không á. Cái nào vừa ý mình bắt, còn cái nào vừa ý thôi. Nhỏ rồi đó. Chứ nó không thật đó, nó ớt á. Bỏ lại bớt rồi móc mồi trở lại. Nó còn nó nhỏ anh bỏ lại. Trời. Đợt hai tháng sau ấy nó ăn mồi nó lớn. Hôm nay mình đi sẵn đi ra gặp giá đi xuống dưới Tự Nguyễn rồi ghé ông anh ở Mỹ Thứ cũng còn ở Kiên Giang chơi tối đêm nay nữa rồi sáng ngày mai mình mới về nha. Rồi mình mời các bạn nha, thấy ta bắt cua ham quá làm cái clip chơi luôn, chung một đợt mình đi chơi xuống Tự Nguyễn luôn, chung chơi cho nó vui. Đó, mấy cái lon đó không phải lon bỏ nha các bạn. Mấy cái chai á, cái chai nước đó. Thì các bạn thấy vậy chứ không phải là cái chai bỏ đâu. Chứ xíu đó, xíu cả anh bắt đầu anh bỏ xuống nha. Thấy chỗ nào vừa ý cái bỏ cái đó xuống là chút. Và con cua nó chung vô nó ăn cục mồi các bạn thấy không? Trong đó có cục mồi. Đó, à, chuẩn bị bỏ xuống này nha. Nè, 1, 2, 3. Chuẩn. Được chưa? Đó. Đây. Tới cái chỗ này anh vớt một cái, anh vớt một cái lên. Vậy thôi nghe, ngó cái nào mấy con
nó bự bự không, cái biển nè. Rồi xong, để chút xíu mình lên tổng kết cho bạn xem nha. Giờ quay ngược nắng, khó thấy lắm. Trời ơi. À, được một quá bự luôn anh đứng ha. Con được không cái mà bự dưới ta. Ừ, càng thấy ghê luôn. Thấy cái càng bự mà vơ đó lạnh. Ừ. Tôm mà chịu kho đó. Bây giờ tới tối rồi. Tối mấy con cua xong luôn. Con cua Cà Mau cho đã luôn hả? Xuống Cà Mau mà nói chuyện sao mà không ăn cua. Tại kiếm nhường, tại kiếm tốm, tại nó hay hôi chứ. Ông anh với bà chị cũng đó, một thùng, hai thùng. Đặt cái con ốc với chị đó, tôm. Cua đó, chứ, cua đó. Được không? Tôm, cua. Bên này nhiều thùng đi nữa. Tới tối rồi mà. Thôi, tới sáng đi nha. Mình kiếm tính tiếp nha. Mình uống cà phê, đồ kia. Đó, chặt thấy không? Chặt luôn. Biết lửa không trời, người ta phân loại luôn á. Bự để cho kỹ lận. Dạ. Cho nó hao. Con này là bự ha. Xe bự nè. Con đó là lâu một 450.000 kg. Ừ. Ghê không? Trời ơi. Đây nè. Ôi ôi con này ghê trời. Coi như chỉ có xuống đây là gặp bầy tôm này. Bây giờ đang lựa tôm nha các bạn. Khó lắm. Đang lựa tôm thu hoạch. Cái này là cử tối nè. Rồi bắt đầu cái cử còn cử sáng nữa. Quá dữ rồi. Bây giờ bự bự không ha. Con bị lớn. Cái này mà nướng chắc giật đã lắm rồi. Ha. Ừ, này mà nướng trời rồi thôi. Ba. Bà tháo cặp đi rồi. Thôi chủ. Bà chủ đi, chủ này chủ chạy cua hả? Cái này chủ vuông, rồi chủ vuông cua, chủ vuông cua. Ở miệt thứ. Đó, mà bà chủ nè. Đó, chưa. Đưa bà chủ đó đi. Vậy đó. Hai bà chủ thấy chưa? Bà chủ mới nay mới món thành bà này bà chủ vừa sim. Mình một chút phải có vừa sim. Đây có đây thì có. Bà mì ơi, em ơi, có bụng rồi. Em giao lại cho chị Thảo rồi. Chị đi làm đi, hai bà đi làm đi. Thôi, người ta làm nãy giờ người ta đói kìa. Tôm nhận sắp lên phải không? Ừ. Em đi chuyện của em rồi. Tôm này để em kiếm cái đồ. Chị Thảo, chị lấy cái son nhỏ, chị nấu cái nước nó mới đủ. Ừ, đúng rồi. Mình xào cái này nè. Xào luôn hả? Con cái này rồi cái này là để chút xíu nữa mình. Rồi con cua mình bỏ riêng ra hàng sao chị? Con cua đó hả? Ừ. Con cua nó có gì xíu xíu đó mà. Nấu luôn đi. Nấu luôn cho anh ăn đi. Nấu vô nồi nước đó luôn nha. Nấu vô cái nồi nước luôn là khác. Thì lục kia nha. Cái này chút xíu nữa mình ăn sáng. Mình ăn sáng, hôm nay ăn mì tôm thôi. Mì tôm với cua. Mì tôm, cái này mới đúng mì tôm nè. Bây giờ xào tới con tôm. Vô bây giờ tới phần nội thất luôn. Mở cái đèn cho ánh sáng chút xíu. Cho ánh sáng, lấy ánh sáng, đủ ánh sáng này. Đó. Rổ mì nữa. Mì tôm, mì này mì hảo hảo mà có con tôm rõ ràng. Có, người ta có cái vỏ ngoài người ta có con tôm mà. Mình ở ngày này, ở đây tức là một đêm. Thêm hai ngày nay nữa là một ngày nữa. Hai ngày một đêm. Ăn mì tôm rồi, thôi ăn mì tôm xong rồi về nha. Cầu dân cho tấm khô nữa.
Sao hấp dẫn chưa? Cái màu này, cái màu này là màu thực sự luôn, màu chính thức của nó luôn. Nó múc tôm bỏ vô, thấy chưa? Tôm, thấy chưa? Tôm, nó ba con tôm, mỗi tô bốn con tôm. Nó cái này mới đúng mì tôm, nước vô. Mì tôm ta phải dày chứ đâu mì tôm. Đó. Xong một tô. Rồi, ba tô mì đã lên nha mày. Tôm nè, thấy chưa? Mì tôm là phải con tôm. Đó. Rồi, mời các bạn nha. Mình quay như vậy thôi. Ăn uống xong. Rồi mình mời các bạn nha. Rồi, ăn tới nha. Để thôi nó nở tô mì á. Rồi, mời nhé, mời nhé. Rồi, tới con cua luôn. Tới công chuyện tiếp tục. Bự chà bá luôn ha. Về. Con cua này em tính nói là không được ngon lắm, tại vì con cua này nó bị khờ rồi các bạn, như nó bị khờ rồi á, do nó nói chắc là nó không ngon. Thôi mình cũng quay cho trọn cái clip này cho vui vui nha. Một con cua biển, nếu mà con cua này là con cua cái là nè, nếu mà nó ngon là đỉnh lắm á ha. Nó bị nó suy rồi, nó ăn á, ốm. Rồi xử nó coi. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Cũng còn được lắm à. Hả? Cũng còn nguyên nè. Đâu có gì đâu. Cũng được, chưa không cắt. Không được mập á. Không được mập thôi, không có đỉnh như kia thôi. Nhưng mà thấy thịt cũng còn ngon mà. Thì nó còn sống mà. Đó, thì các bạn thấy không? Một con cua biển. Đỉnh ghê. Mà cua này nó thật sự là không, chưa phải là đúng là cua ngon mà. Cua cái mà, tại vì nó bị cua bị si rồi. Ôi ơi, đây, bỏ vào đây. Tao bỏ cái này vào đây luôn, vứt cái này trước đi. Rồi mình mời các bạn nhéo một cái mê con cua luôn. Ghê không? Biết sao mình đếm con rồi mình phải cân lại nữa hả? Mình đếm con là để cho nó biết cái tỷ lệ. Tỷ lệ bao nhiêu con? Con cân cái mức để mà nó tính cái giá tiền á. Tại vì 20 con là cái giá bao nhiêu? 18 con như 19 con như đó. Này một tô mì để một con một mà. Vừa nãy ăn mấy con? 4 con, 5 con gì. Hơi mặn rồi đó. Đâu có dám bỏ muối thêm đâu. Trời giá. Mới vừa quá. Thôi tụi mình rút quân nha các bạn. Trời, một ngày một đêm, một ngày cũng như là hai đi, hai ngày một đêm. Mà quá trời, đồ nhiều quá. Một tôm cua, ui tá lạ thêm nhiều lắm. Tình cờ quá mà, quên. Tính tiền cua với tiền tôm. Em không rút, rút lẹ không trời. Không rút lẹ gì đó. Thôi về nha. Em mấy cái câu, câu đó anh làm là em rút ra liền. Nè. Thôi giờ tụi em về đi rồi để cho ông bà còn làm công chuyện nhà nữa. Rồi. Dạ, thôi em về anh Tuấn ơi. Ơi. Cái ghé lần này chắc chắc lâu lắm mới ghé lại á, tại vì quá trời đồ luôn, ăn biết nào hết.
đi coi để xe em giữ không. Chạy được chưa nữa hạ ghế xuống. Quá trời, quá trời nhiều. Phan Phan, dạ thôi em về nha. Thôi cảm ơn nhiều nha, đồ quá trời nhiều cho quá trời. Dạ.